nhiều bài cái gì ngoài cái tiểu vô kinh, trong tiểu vô kinh còn nhiều bài nữa mà trong thượng bộ, trong tăng chi tương ưng gặp rất là nhiều. Bởi vì khi ngài chính bản thân ngài Sariputta, ngài thuyết pháp thì cũng được đặt cái tên là Sariputta Xuất Tăng. Đôi khi câu chuyện duyên sự là ngài Sariputta cho nên cũng được đặt là Sariputta Xuất Tăng, cho nên có rất là nhiều. Hôm nay mình học một trong những cái bài đó. Bài này mình nhìn vô rất là ngắn không quý vị? Lớp mình đọc qua hết chưa? Bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết giảng tại đâu? Chê Ta Quán Á mình hiểu là cái nghĩa là gì không? Chùa Kỳ Viên. Cái nào là chùa, cái nào là Kỳ Viên? Chê Tá là cái gì? Viên là gì? Viên là chùa. Rồi mình nói chùa Kỳ Viên ha. Cái đó mình nói sao mình gặp hoài à. Chùa Kỳ Viên này ở thành phố nào cái gì? Bài kinh này là bài kinh do Kinh Do Phật thuyết. Thuyết về ngài Sariputta. Bài kinh ngắn nhưng mà có hai nội dung. Thế Tôn thấy tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa học hội, tinh cần tinh tấn chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: tâm tăng thượng ẩn sĩ, không phóng dật tu tập, trên con đường chánh trí, vị ấy không chứ sầu muộn nha quý vị, nhà không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. Đây là lời giảng của bài kinh trong cái bộ này, là trong của ngài Thích Minh Châu, nhưng mà xa trong nhóm ngài và nhóm đệ tử của ngài dịch. Còn riêng cái bài của ngài Chánh Thân á, ngài dịch như vậy: đối với vị hiền trí có tăng thượng tâm, không bị sao lãng, đang rèn luyện trong các đạo lộ trí tuệ, an tịnh, luôn có chánh niệm, các sầu muộn không hiện hữu ở vị ấy như thế ấy. Thì ở đây mình không nói gì, ngài văn phải dựa theo cái bản Bali mình mới biết cái nào nó gần hơn, nhưng mà nội dung tương đối mình có cái sự sắp đặt trước sau khác nhau chút xíu, nhưng mà nội dung thì tương đối cũng gần nhau. Chỉ của ngài cái bản mà mình đang học đó, tâm tăng thượng ẩn sĩ, chữ mú ni quý vị, mú ni ở đây Đức Thích Ca Mâu Ni mình có nghe nói không? Rồi chữ mú ni này là vị ẩn sĩ, cái ngài gì là ẩn sĩ. Nhưng cái nghĩa này là nghĩa là trí tuệ, cái người mà đã hoàn tất việc đã làm, không hoàn tất việc nên làm, hoặc là người đã hoàn tất cái việc cần phải học tập thì được gọi là vị ẩn sĩ hoặc là vị mú ni. Vị mú ni là vị đã làm việc nên làm hoặc là đã hoàn tất
con đường học tập, những pháp nên học tập. Cho nên ở đây cái bản dịch để nói ghi là cho quý vị thấy được tâm tăng thượng ẩn sĩ, cả đích thành chữ ẩn sĩ là muốn ám chỉ chứ muốn ní nha. Không phóng dật tu tập. Đây bắt đầu mình qua nội dung bình kinh nha. Cái này ướt nhẹ chưa ta? Tăng thăng tự tâm tăng thượng, thường thường mình nghe nói tăng thượng tâm ha. Ở đây thì ngài dùng vì nó bị kẹt vào cú pháp của lễ cái thể thơ, cho nên viết cho nó cái bình cắt cái âm trầm bổng nó sẽ cho nó phù hợp. Còn đối với bà ngài của ngài mình của ngài ngài chánh thân đó, ngài dịch nó là với vị hiền trí có tăng thượng tâm. Cái vị hiền trí có tăng thượng tâm không xa lãng, tức là không có phóng dật. Hai cái bản kinh mình dịch đôi khi hay dùng cái từ Bali để mình thấy được cùng một chữ nhưng mà cách dịch khác nhau để mình cùng hiểu một cái ý nghĩa giống nhau. Đôi khi mỗi người đọc một bản kinh khác nhau mình sẽ nghĩ tới một cái ý nghĩa khác nhau, như vậy thì nó không có đúng cái tâm chỉ, không có đúng với cái gọi là cái mục đích của một bậc chánh đẳng chánh giác. Cái bậc Samma Sambuddho là cái vị mà đủ cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, ngài tìm ra được một cái ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ Pali, để đủ khả năng đủ có thể gói gọn cả lời dạy của ngài cho những thế hệ mai sau hiểu được rằng ý của ngài nói là như thế. Hôm nay mình học cùng một bản dịch, cùng một bài kinh, nếu mà mình dịch mỗi người hiểu một cách mà một cách đó nó không có đi cùng một con đường thì nó không nên ha. Ở đây muốn so sánh hai cái câu để mà mình hiểu cho nó dễ. Mình đi từng bước nha. Bước đầu tiên, câu đầu tiên: tăng thượng tâm. Tăng thượng tâm hay tâm tăng thượng đều cùng một nghĩa nha quý vị. Câu này ý muốn nói thường thì chúng ta thường nghe nói ba cái pháp tăng thượng là tăng giới tăng thượng, và tâm tăng thượng là tuệ tăng thượng, hoặc là tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Như vậy thì tăng ở đây ý muốn ám chỉ là samadhi, cái vấn đề định, nói về định. Tuy nhiên ở bài kinh này, tại sao khi Đức Phật nhìn thấy hình ảnh của ngài Sariputta, Đức Phật mới nói lên vị ẩn sĩ, hoặc là nói lên một vị hiền trí. Hiền trí thì ám chỉ ngài Sariputta có tâm tăng thượng. Thì cái tâm tăng thượng ở đây theo cái giải ghi, đây là cái tâm mà gọi là cái tâm hợp trí trong cái tâm quả A-la-hán. Tâm quả A-la-hán gì? Quả A-la-hán tùy theo thì tầng thiền ha. Tùy theo tầng thiền thì bậc ở đây không nói là nó không nói về định đó nha quý vị, phải hiểu theo cái ý nghĩa của bài kệ. Tại vì dùng cái từ áp thí chứ, ôi bỏ lâu quá, áp thí chích tô, áp thí chích tá. Dạ cảm ơn chú. Thường cái này ám chỉ cho tâm định. Tuy nhiên ở đây muốn ám chỉ tâm định của một vị A-la-hán. Ở bài kinh này đang nói về cái tăng thượng tâm của ngài Sariputta, mà tăng thượng của một vị A-la-hán không phải của một vị phàm phu. Tại vì định này định của một vị phàm phu vẫn có, một vị thánh vẫn có. Thì ở đây muốn ám chỉ là cái trạng thái định an tịnh một cách tuyệt đối. Rồi, qua một ý. Mình đi từng từ của một bài. Rồi để tâm thân ẩn sĩ. Ẩn sĩ.
ăn xỉ mình xài chữ mu ni, mu ni mu ni, mu ni mu ni. Ẩn sĩ ở đây không phải là một người giống như mình nghĩ, giống như một người ở ẩn hay là một người ẩn dật, hoặc là một vị hạnh đầu đà sống trong rừng, mà chữ ẩn sĩ ở đây muốn nói là ý nghĩa tất cả những phiền não đã không còn nữa. Đây chữ ẩn sĩ là cái vị nào nha, mình muốn đi. Tại vì Đức Phật chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca mình vẫn có được gọi là bậc Muni. Như vậy thì bậc Muni ở đây không phải là một người ở ẩn nữa, mà là muốn nói trên nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, vắng lặng phiền não. Vắng lặng phiền não có đồng, nó đồng nghĩa với A-ra-hàng đâu gì hay hoàn. Việc cần làm đã làm xong, học pháp mà không sợ học pháp thì nó không được. Muni ở đây là vị vắng lặng phiền não. Muni có thể mình gọi là vị, mình dịch là ẩn sĩ nhiều lắm, nhiều cái dịch phẩm mà mình gặp hay gặp ẩn sĩ thường dịch từ Muni. Nhưng mà trong đó mình phải dựa theo cái bối cảnh này đang nói đến ai, hay là trường hợp nào để mình hiểu đúng ý nghĩa. Thì trường hợp này Đức Phật nói về ngài Sariputta. Ngài Sariputta giai đoạn này ngài đã chứng đắc A La Hán rồi, cho nên Đức Phật ngài khi nói tới ngài thì mình phải hiểu chữ muốn đi này theo cái ý nghĩa thứ nhất, đó là người vắng lặng phiền não. Cái thứ hai là việc cần làm đã làm xong. Việc cần làm đã làm xong đối với một vị thánh ha. Còn hoàn tất tất cả các pháp cần tu học. Cái này muốn nhấn mạnh đến quý vị. Bởi vì cái câu thứ có một cái câu trong đây là không được. Câu thứ hai, cái cuối câu thứ hai đó gì? Không phóng dật phải tu tập, đúng là không có dấu phẩy, nên tu tập trên con đường chánh trí ha. Đúng là nó có câu, bởi vì cái câu của nó là Muni Pathe Su Sikkhato, nghĩa là Sikkhati. Sikkhato là người đã học tập trong cái thế giới của một bậc Muni hoàn thành xong rồi, cho nên mình phải nói mình không thể phải ngay chỗ tu tập được, mà việc tu tập nó gắn liền trên con đường chánh trí. Tu tập trên con đường chánh trí của ngài Chánh Thân thì ngài dịch đó là đang rèn luyện trong các đạo lộ trí tuệ. Xài cái tô ở đây thì phải nói đang thì cũng không phải, đã xong rồi, đã rèn luyện xong rồi, cho nên cái đang chữ tu tập của ngài á, tu cô dạ, cô dịch là chữ tu học. Để chứ dùng chữ xích khắp tu, để dịch chữ tu học mà tu, tu mà học. Tại vì thường thường mình nói mình học và hành hai cái vế này pháp ha, học pháp hành pháp. Thì vấn đề học tu là một hình thức của hành, học học và hành cái pháp, cần phải học cần phải hành. Đó là pháp gì? Cái bậc Muni đã học những cái pháp cần phải học, đã hành những cái pháp cần đã hành xong rồi. Thì cái pháp cần tu học đó là 37. 37 pháp gì? Bồ đề. Bồ chi giá bắc. Bồ chi bắc chi giá. Thầm á, 37 pháp.
hoặc là gọi tắt thì là ba cái sikha cái tam học là gì? Ồ, giỏi. Tam học là giới học, định học, tuệ học. Thì cái vị nào đã hoàn tất các pháp, hoàn tất một là gọi nó rộng ra là 37 pháp trợ đạo, hai nữa là tam học. Khi đã hoàn tất rồi xong thì được gọi là bậc Muni ni. Thì nên mình bậc Muni ni đây mình phải hiểu kỹ chút xíu. Bậc Muni ni hay còn gọi là bậc ẩn sĩ đó quý vị. Không phóng dật. Không phóng dật ngày dịch là không sao lãng. Cái từ không phóng dật có lẽ gần gũi với mình hơn, không? Khi mình nghĩ là không sao lãng thì mình nghĩ chắc lao ra, lãng này mà nghĩ kia, ở đây mà nghĩ chỗ khác, lãng này mà nghĩ chuyện kia thì mình gọi là sao lãng. Nhưng mà nó là đồng một nghĩa của cái từ bá ma thá, bá ma đá. Bá ma đá là sao lãng không dật, áp bá. Ở đây không dùng bá ma thá ma, dùng ấp ba mắt cha tô. Ba mắt cha tô ba mà đá, ba mà đá là không dẫn không, ba mà đá thì đá là đánh gì, nó cộng với chữ toa thì cái này nó bị bỏ đi, toa này nó đổi thành cha chá, thì nên tên là ấp ba ấp. Chứ cái này là phủ định nha, cho nên nó gọi nó ghép vô thành là bá mắt sách tô. Này là một cái mình cái gì mình gọi là gì, ở ghép ở sao cứ ở thường thường mình này chứ kêu mọi người tiếp vị ngữ tiếp vị ngữ. Cái tiếng Thái xài cùng một từ đó là kêu bằng cái bách cái vô, cái bách chá, bách chá tí làm sao, bách chá tí làm sao. Cho nên cái không phóng dật đây mình xài cùng một chữ nhưng ngày dịch có hai cách dịch, một là không phóng dật, hai là không sao lãng. Tất cả cái này muốn nói lên cái điều gì thông thường một phàm phu khi ngồi, đôi khi cũng ngồi trang nghiêm, ngồi thẳng lưng thẳng như trong đây diễn tả là ngồi kiết già lưng thẳng, nhưng mà không phóng dật hay không là chuyện khác. Ở đây với hình thức ngồi kiết già lưng thẳng nhưng ngài nói không phóng dật để ám chỉ rằng với vị này đã hoàn toàn, tâm của vị này đã hoàn toàn vắng lặng phiền não, không còn phóng dật nữa. Phóng dật thì cô không có, ở đây chỉ giải để cho quý vị hiểu cái bối cảnh chung của một bài kệ, chứ mình không có đi phóng dật là cái gì mà định nghĩa nữa. Nếu mà định nghĩa gì thì rất là dài, bởi vì cái từ này mình đã gặp rất là nhiều trong bài kệ rồi ha. Mình hình dung lại những cái bài học cũ của mình để mình hiểu cái phóng dật. Cái gì biết hết trơn, chừng từng nói thôi, không chừng từng nói là tôi phóng, tại sao lúc này phóng dật quá ha. Tôi ngồi bị nhất là ngồi thiền, sau giờ thiền nói lúc này phóng dật quá, thôi là tâm lúc này cũng tính nói yên yên ít phóng dật rồi. Cái từ này, từ phóng dật là mình từng nghe và từng nói, cho nên mình nghe làm sao, mình nói làm sao thì mình phải hiểu cho nó đúng. Ngày hôm nay cô không có lặp lại rồi, tại mình lặp lại thì nó quá dài ha. Thì ở đây muốn nói đến cái từ này để mình hiểu nó là cái gốc từ Bali là như vậy. Phóng dật có nhiều thứ lắm, giảng ra nữa sợ nó mất thời gian nữa, tại vì cái phóng dật nó nằm trong cái phiền não, không? Trong phiền não, cái người trong 10 phiền não thì cái đôi khi nó không có ác cái gì, nó không có sân si đùng đùng, nó tham lam, hoặc là nó không có ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà nó âm thầm chi phối. Nó không phải làm cho một con người từ thiện thành ác, nó có thể làm cho họ sống với hình thức là một tâm thiện, nhưng mà tâm thiện để đi vòng vòng 31 tuổi du lịch chơi
cái tâm niệm đó, cái này nè, cái tính chính cái ba ma khá này nè, nó làm cho mình làm thiện được, nhưng mà làm thiện đó là làm thiện để luân hồi sanh tử. Còn chi phối tâm bất thiện là dĩ nhiên rồi, nhưng mà nó vẫn chi phối tâm thiện mình được. Cho nên cái hình thức sân si tham lam á, hoặc là ngã mạn, hoặc là tà kiến, rồi mấy cái đó là mình nghe mình những cái hành động nó thể hiện ra thân khẩu ý là bất thiện rõ ràng, nhưng mà cái phóng dật nó thì nó khó lắm. Nó giống như tâm si, một cái dạng tâm si. Dạng tâm si nó không phải là ác như là tâm tham sân si nữa, mà nó là một cái dạng thái tâm lẫn quẩn đưa mình đi du lịch. Cõi khổ cũng có, cõi vui cũng có, mà ra không được thôi. Cho nên cái hình thức phóng dật nó có rất là nhiều thứ, nó nhiều thứ mình phải nghiên cứu cho kỹ. Cái đó mình khi nào có dịp học về ký dây xá thì mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Nói là tại vì bỏ qua thì thấy không được, mình nói nó kỹ thì nó không xong. Bây giờ tới ẩn sĩ không phóng dật tu tập trên con đường chánh trí. Cái vị ẩn sĩ, cái tu tập trên con đường chánh trí là cái câu này đó quý vị, nó nằm trong cái ẩn sĩ đó. Chánh trí là được dịch từ chữ Muni ni. Chánh trí nha, khi mà ở trên nó ngài dịch là tăng tăng thượng ẩn sĩ không phóng dật tu tập trên con đường chánh trí, thì hai chữ Muni ni đều được dịch mà khác nhau, một cái thì ẩn sĩ, một cái là chánh trí. Thì bên của ngài chánh hơn thì ngài dịch đó là cũng là chánh trí, tu tập là trí tuệ, đang rèn luyện trên đạo lộ trí tuệ. Thì chữ Muni này là một hình thức trí tuệ, cho nên mình hiểu phải hiểu nhiều cách, nhiều cái vỏ bọc bên ngoài mình phải hiểu. Chẳng hạn như nói tới quả cam thì mình phải nhớ là mình nói ai cũng nói cam thì ngọt, nhưng mà không phải cam nào cũng ngọt. Cam sọc, cam non, cam già, cam chín, mà cam thì nó phải có cái vỏ, có cái muối trong nước cam mới ngọt, chứ ăn cái vỏ cam nó ngọt. Như vậy thì khi mình đọc hết một cái từ, cùng một từ Pali nhưng mà đừng dịch ra tiếng Việt thì dịch ra nhiều từ, mình cố gắng nhớ coi giai đoạn này đang nói về cái gì, mà cái điều kiện để mình nghiên cứu thẳng về cái bản Pali thì nó không có, cho nên mình chịu khó để ý thôi, để ý để mình biết được là chi ẩn sĩ, chi trí tuệ đó là cùng nói về một cái nội dung của chữ Muni ha. Vị ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. Cái này phải viết sao được. Luôn luôn được an tịnh, không sầu muộn, và luôn luôn nắm giữ chánh niệm. An tịnh luôn có chánh niệm, các sầu muộn không hiểu. Cái bản dịch của ngài chánh hơn đó, nó rõ hơn cái gì. An tịnh không sầu muộn. Ủa, luôn luôn có trách nhiệm. Sầu muộn không hiện hữu ở vị. Đây, cái từ này ngài những cái thân ngài dịch rất là sát với cái từ Pali ở vị như thế. Sada ở vị như thế. Ở cái vị như thế, ở cái vị nào, cái đầu tiên cái câu kệ ngôn của ngài chánh thân mình đọc là cái bản dịch tâm bản Pali Việt của ngài chánh thân á, ngài dịch đối với vị hiền trí có tăng thượng tâm. Thì cái vị hiền trí đầu tiên, cái vị hiền trí như thế nào, nãy giờ mình dịch là không có phóng dật nào, rồi đang tu tập trên đạo lộ trí tuệ nè, thì vị ấy ở đây cũng nói vị hiền trí đó nha. Vị hiền trí như thế đó, như thế ấy. Như thế ấy là như thế nào? Như thế là nãy giờ mình đang nói đó. An tịnh, luôn luôn có chánh niệm, không phóng dật. Cho nên cái câu mặc dù cái văn xuôi nhưng mà mình hình dung ra nó dễ hơn.
Upasampasa, Upasampasa. Cái này á, thì án không sao. Cái này nó hơi ngược, nó thứ tự thôi quý vị, thứ tự nó hơi đảo lộn cái thứ tự của các cái chi điều của so với cái bài học mình đang học á. Vì ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. Lấy cái câu này lên làm câu một rồi lên đây mình sẽ thấy tại sao mà câu của ngài chánh thân này đưa như thế này, mà cái câu kia là những cái câu trong bài học của mình đó, là thường nắm giữ chánh niệm là cuối cùng. Giải nghĩa ha. Sầu muộn á quý vị, chữ xô cá anh tịnh những sầu muộn này là chữ xô cá ha. An tịnh này á, chữ an tịnh mình chữ tịnh ở đây dùng chữ xanh tí, xanh tá sát, xanh tá, xanh tá sát. Chữ xanh tá là sự vắng lặng hoàn toàn. Hồi nãy mình có một cái từ này, an tịnh cái an tịnh này đây nó tương đương với chữ muốn đi hồi nãy đó. Muốn đi là vắng lặng hoàn toàn phiền não, cái này là cái chữ an tịnh là vắng lặng hoàn toàn phiền não gì, mọi phiền não. Luôn luôn có chánh niệm. Cái trạng thái này mình hình dung ra mình là người có phiền não thì mình cảm thấy như thế nào, và khi nào không còn phiền não thì cái pháp nó ngược lại thôi. Cái đó mặc dù mình chưa tới nhưng mà mình phải hiểu, mình hiểu để mình hiểu cái vấn đề, hiểu cái đang cái vấn đề đang máu về cái an tịnh này, chứ không phải là sự an tịnh trong sáu ma thí nha. An tịnh trong sáu ma thí là sự vắng lặng của các phiền cái, còn này an tịnh mọi phiền não. An tịnh này mới là an tịnh dứt gốc, nhổ được tận gốc. Còn kia an tịnh là sự yên, đứng yên. Mà khi nó không còn cái gì nữa hết thì nó sẽ bọc lên bình thường. À, cái này tất cả những cái pháp mà mình đang trình bày đó là cái pháp nó về những cái đặc tính của một vị A-la-hán, mà đặc biệt đó là vị tướng quân chánh pháp. Sorry, cứ tán ha. Tướng quân chánh pháp hả? Tướng quân là Sena là quân, Sena bát tí là vậy, là chủ, là tướng quân chánh pháp. Tham môn, cái vị tướng quân chánh pháp. Tất cả những đặc tính nãy giờ mình học là nói về một cái vị tướng quân chánh pháp, mà Đức Phật mới là vị vương nha, pháp vương. Cho nên khi mà nói về cái vị mà đặc tính của một vị an tịnh thì mình phải hình dung ra được vị này không còn phiền não, luôn luôn có chánh niệm là dĩ nhiên. Bởi cái thất niệm phải do chi phối của phiền não, khi nào phiền não có mặt thì cái thất niệm nó mới có mặt. Thì chánh niệm ở đây luôn luôn có chánh niệm là vị ấy không bao giờ bị thất niệm, luôn luôn không có tâm thất niệm, không có phiền não xen vào. Cái chánh niệm của một vị a la hán được ví như vàng thiệt đó quý vị. Vàng thiệt là một vàng khè gì, mình làm gì làm nữ trang hay làm gì ta không cần nhuộm màu. Dù là gì mình hỏi coi cái màu thiệt của nó là gì, mà thiệt của nó là vậy đó, là bản chất của ngài là vàng thiệt. Còn như gỗ nó là bằng nhôm, bằng đồng, bằng sắt cái gì đó mình xịt màu lên thì cái nào màu là màu, còn bản chất cái chất bên trong thì nó là cái chất bên trong của mình thường. Cho nên cái màu vàng của màu vàng giống như vàng, nhưng điều đó nó không phải là vàng. Người phàm phu mình tu tập thường thường mà chỉ thấy vàng thôi, cái màu vàng của màu thôi chứ chưa phải là vàng thật. Còn vàng thật đó, chánh niệm này của một vật không còn phiền não thì giống như vàng thật, dù giới hình thức nào cũng là vậy thôi, thì luôn luôn có chánh niệm. Yếu muốn nói cái câu này đây, sầu muộn không hiện hữu ở vị như thế ấy. Vị như thế ấy là vị như thế nào? Vị như thế ấy là vị như nãy giờ mình đang nói, vị có tăng thượng tâm,
là vị ẩn sĩ, là vị mà tu tập, là vị không phóng dật, là vị tu tập trên con đường chánh trí. Đó, cho nên câu này ý muốn nói đây là quả đây. Sầu muộn, cái xô cá, sầu bi, khổ u não mình hay nói, mình hay nghe đọc á, sanh lão bệnh tử, sầu bi, khổ u não, tất cả những cái dòng sanh tử luân hồi, cái phiền não đó không còn phiền ngủ một vị A-la-hán nữa. Mà ở đây Đức Phật nói ai có những đặc tánh này, không nói lên chữ A-la-hán là một bậc A-la-hán, là một bậc A-la-gia là thánh á, không nói về thánh hay là phàm, không nói vị đó là ai, nhưng mà tất cả những cái pháp trên, ai có được tất cả những pháp trên thì sầu muộn không hiện hữu nơi vị đó. Ý muốn nói lên cái đây là cái quả báo tất yếu. Quả báo tất yếu nếu chúng ta hôm nay là một phàm phu, là một phàm phu mà chúng ta đi đúng con đường tăng thượng tâm, mình không, mình là phàm phu thì mình tu theo nghĩa tăng thượng tâm của định ha. Rồi không phóng dật là một hình thức của giới. Đôi khi mình nghĩ không phóng dật phải tu thiền, tu cái gì tu gọi là thu thúc lục căn, đó là một hình thức của giới. Thì không phóng dật để bắt đầu làm cái gì, để không phóng dật đầu tiên phải thu thúc lục căn, mà thu thúc lục căn trên nền tảng đó phải gọi là giới. Cho nên những ai đang tu tập giới định tuệ, người là người đó đang đi trên con đường không bị sầu muộn. Không bị sầu muộn, nội dung có nhiều lắm thôi. Cái câu của ngài mình, câu này hay, dịch rất là sát với từ Bali của gì. Cho nên cái nội dung của cái câu của cái bài kinh ngài, kinh Sariputta Sutta chỉ đơn giản những cái pháp mà mình có thể làm được theo mức độ của một phàm phu. Khi nào tất cả những cái phiền não vắng lặng hết thì trở thành những cái tánh của một bậc thánh ha. Cho nên nói tới phóng dật, mình không phóng dật làm được không? Được. Đừng nghĩ là để có bậc thánh cái không phóng dật, để không phóng dật hoàn toàn phải đi từng bước giống như một cái đường dây. Phiền não của mình ha, ví dụ đi, phiền não của mình có thể là mình đây mình chạy hơn này chút xíu, cái chồng này nó bự một chút, thì mỗi lần mình ngưng á, mình không phóng dật, mình quẹn một chút, rồi có chánh niệm này, có chánh niệm mình không phải luôn luôn, mình lâu lâu mình có chánh niệm, mình tu tập chánh niệm, mình quẹn một chút, nghĩa là mình bôi đi một chút chưa hết, bôi cho đến khi nào nó bôi hoàn toàn hết thì tâm đạo tâm quả sanh khởi, nó không có che đậy nha, không có lấy một cái gì che đậy lên hết, mà phải tu tập, phải bôi bôi nó là bởi tu tập bằng cái tâm hợp trí ha. Tu tập bằng cái tâm thiện hợp trí, bởi vì tâm đạo tâm quả bắt buộc phải xài tài thiện hợp trí, mà tâm thiện của mình làm như thế nào phải bằng tâm thiện hợp trí thì cái đó nó mới đẹp, mới bôi được, nó mới mặn mòn. Có thể lần đầu mình chưa có bôi được đâu, nó làm cho nó mờ chút xíu thôi, làm nhiều lần nó mới mờ, rồi từ từ nó hết được, nó hết đâu thêm chút xíu. Còn mình làm từ từ cho đến khi ba ra mi của mình nó đầy đủ hết các pháp thì đạo quả nó sanh khởi, nó nương vào đây, do cái tất cả phiền não nó bất lặng thì đạo quả phải sanh khởi thôi ha. Thì tất cả hôm nay mình học về cái pháp của một bậc tướng quân chánh pháp, đồng không có nghĩa là những cái pháp đó hoàn toàn mình làm không được, mà cái pháp đó nó nằm ở trong tâm mình á, nằm trong tầm tay mình có thể thực hành được, thực hành bằng từng phút từng giây theo cái khả năng của từng người, hoàn cảnh của từng người mình phải hành thôi. Không phóng dật hoặc là chánh niệm, hồi nãy mình có nhiều pháp môn lắm đó, tu tập 37 cái 37 pháp trợ đạo là tam học, giới học, định học, tuệ học, tất cả những pháp môn đó để tác thành một bậc A La Hán mình phải tu tập. Thì mình chốt là cái bài kinh Sariputta là nói lên những cái đặc hạnh của ngài Sariputta. Thứ hai nữa là ngài gửi gắm về cái pháp hai pháp nhân và quả mà cho hàng hậu tấn những người phàm phu lấy đó làm gương để tu tập theo. Chứ mà nhiều khi mình đọc qua mình thấy hạnh của bậc A La Hán để cho A La Hán đọc đi, mình không phải A La Hán đâu, thôi mình bỏ qua là không được, bỏ qua mình sẽ không có cơ hội để thành tựu A La Hán.
Rồi, bài số 7 đến đây đã hết. Bài số 8. Bài số 7 gì mình đọc qua mình hiểu hết chưa? Có điều nào chưa hiểu không? Thì câu này thì cái câu có liên quan tới những cái từ Phật học, mà những từ Phật học đó nó gần gũi với mình, nó không có xa lạ lắm. Bài 8 nha. Bài 8 là Xuân Xuân đã rơi sức tâm. Nhóm quay cầm như thế này, viết quẹo quẹo quẹo. Xuân đã rơi sức tâm. Nhiều bài kinh đó, bài kinh số 10, nó thật ra thì cô á, thì cô đọc lộn bài, cô đọc bài kinh Sariputta số 10. Đọc xong cái đọc cái bản tiếng Việt này rồi, cái hồi đọc chú giải, đọc nghe qua bài số 10 cho nó chú giải nó không giống nhau. Không giống thằng kia mình đọc. Cái hồi nghiệm tới nghiệm lui nó cũng giống hai chữ an tịnh, rồi dùng những từ không giống. Cái nghiệm nghĩa cái điện nhờ sư Đại Pháp, nhà sư chụp hình cái bài của trên lớp học á, là biết hai cái bản không giống nhau, gửi xuống rồi mình phát hiện ra là hai cái bản của ngài với bài bản đây khác nhau chút. Rồi phát hiện ra đó là mình đọc sai bài. Đọc qua bài số 10. Trong cái bài chú giải của bài số 10 hỏi tại sao nhiều bài kinh mà Đức Phật, khi mà Đức Phật nói về ngài Sariputta, thường đó là hình ảnh ngài Sariputta đang hành thiền. Đang hành thiền không phải đợi mình thấy lúc này khổ quá, lúc này phiền não quá phải đi hành thiền mới được. Hoặc là qua một trận gì lu sư bu quá rồi thì, hoặc là làm lúc này nghỉ ngơi hay là ngay gì Tết vậy thì tu thiền. Không phải. Thiền mọi lúc mọi nơi, thiền khi nào mình cảm thấy, khi nào mình làm, mình hành thiền, mình chánh niệm là khi nào mình thấy được cái giá trị của nó. Mình luôn luôn thấy giá trị của nó thì mình sẽ hành thiền luôn luôn. Còn lâu lâu mới thấy một lần, lúc nào vui vui mình thấy nó là có giá trị, còn lúc nào không vui thì nó không thấy giá trị. Cho nên mình có lúc thì mình đi hành thiền, có lúc mình không. Cho nên mình phải hiểu cái cách hành thiền là như thế nào, hành thiền rồi cái cách chánh niệm là như thế nào, để mà mình ứng dụng, mình sống theo cái hoàn cảnh của mình. Giống như một người mà mình đợi như ngạt xuống sông mình tắm được á, ở sân dân mà trên Sài Gòn này là mua tất cả các quận ở thành phố Hồ Chí Minh à, mà đợi có xuống sông mới tắm được thì không ai tắm hết. Những con sông Sài Gòn không thể nào tắm được, những con kênh con ngạch trên Sài Gòn. Như vậy thì mình phải tìm cách nào mình ở trên bờ, ở trong nhà vẫn tắm được, thì chánh niệm tỉnh giác mà đừng đợi sắp xếp thu dọn đồ đạc nhà cửa chồng vợ con cái công việc học hành làm việc xong xuôi, tiền bạc xong xuôi hết vô cái vô trình thiền tu 3 ngày 7 ngày. Như vậy nó bị giống như mình đợi mình sắp xếp hết thời gian, nó sắm bộ đồ tắm nó mới xuống sông tắm. Như vậy thì nó phí quá, nó làm cho mình bị dơ nhiều lắm, lâu lâu mới tắm được lần thôi, lâu lâu mới được đi ra biển đi sông tắm lần. Cái mà mình phải tắm mỗi ngày đó là mình cần phải mang nước về nhà, đem chánh niệm vào tâm để mình nuôi, mình sống ở đây, mình tắm ở đây, tắm độ cái tâm mình hàng ngày. Cho nên mình mỗi một cái bài kinh nhắc nhở cho mình mỗi một cái khía cạnh khác nhau, để thêm một cái năng lượng để về nhà mình tu tập tiếp. Đừng đợi tới mình sắp xếp hết mình xuống sông mới tắm, đợi giờ thành con bấm. Bài kinh này mình có đọc qua nha, nó hơi bị dài chút. Bài kinh Sundari. Bài kinh Sundari nói về một mình gọi là thời đại nay gọi là Sikandar, nói gì thời Phật giáo thời đó. Tự mình hình dung khi một cái xác chết đưa lên khắp thành phố Savatthi, những cái người ngoại đạo họ đem một cái xác chết, họ nói là xác chết này là do đạo sĩ Gotama và tất cả là những vị tỳ kheo trong chùa Chedawana đã làm hại cô gái này và giết chết ở trong chùa, đem ra rao giảng khắp cả thành phố. Và những người nào đã có đức tin họ bị mất đức tin, còn những người nào mà chưa có đức tin họ bắt đầu quậy cái lời, họ quyền rủa, họ chửi mắng, họ chê bai. Mình nhìn trong cái cảnh đó và chư tăng đi bát điện mà chửi dữ lắm, ném đá ném cà ném trứng gì vô mà mình hình dung cái cảnh đó nó giống nó dậy sóng lắm. Đó là một giai đoạn một cái điểm đen, mà gọi là pháp nạn. Mình hình dung giống như gọi là pháp nạn. Nhưng tâm Đức Thế Tôn thì bình thản, khi
khi cái câu chuyện này nó sơ qua chút thôi ha, thì cái trường hợp mà khi Đức Phật xuất hiện ở đời thì các ngoại đạo nó bị mất tín đồ. Thứ nhất là mất tín đồ, thứ hai nữa tất cả những lợi lộc về vật chất cũng bị mất. Do tín đồ không có cho nên những người cúng dường nó cũng vắng bóng đi, thì mất đi lợi lộc, mất đi danh tiếng có là nhờ tín đồ đó, cho nên mất đi rất là nhiều thứ. Thì cái nhóm đạo sĩ này họ mới ngồi lại, họ mới tìm hiểu tại sao mình mất đi tín đồ, mất đi lợi lộc như vậy. Thì biết rằng Đức Phật Gotama xuất hiện, đệ tử của Ngài đông như vậy, thì bắt đầu họ mới tìm cách, họ nói tại sao Phật Gotama mà thu hút được nhiều người. Trong chú giải ghi, khi họ ngồi hội nghị bàn tròn nhau, thì trong đó có một vị nói rằng tại vì ông Phật có xuất gia trong một giai cấp khách đi giá, giai cấp của hoàng tộc. Thì có một vị khác thì nói do ông xuất gia trong cái dòng họ Gotama, một cái dòng họ cũng gọi là dòng họ có uy tín nổi tiếng lúc bây giờ. Rồi có những người nói ông nổi tiếng là bởi vì khi mà ông xuất hiện ở đời có nhiều điều kỳ lạ xuất hiện, có nhiều điều kỳ lạ xuất hiện. Có người thì nói khi 7 tuổi đã đem lại những cái điều mà cực kỳ lạ rồi, mới sanh ra được 3 ngày chứ, 2 ngày hay 3 ngày thì đạo sĩ Asta đến viếng 3 ngày. Thì viếng thì Ngài đã đến thăm, sau khi gờ đầu Ngài xong thì Ngài dùng cái chân, Ngài đạo sĩ gờ đầu của Bồ Tát xong thì Bồ Tát có cái chân để lên đầu, lên cái búi tóc đó, búi tóc. Mà đối với đạo sĩ cái búi tóc là bất khả xâm phạm cái gì, nên cái búi tóc của một vị đạo sĩ thì để lên. Thì ông, một trong nhóm ngoại đạo nói là khi 3 ngày đã có một cái hiện tượng lạ như thế, cho nên hôm nay Ngài đi xuất gia, Ngài thành một vị lãnh đạo lớn thì nên được danh tiếng nhiều, lợi lộc nhiều, vân vân. Họ nói rất là nhiều thứ, tất cả những cái thứ đó, những cái gọi mình, những cái mà trong cái giảng này nói là giống như cái bóng ở bên ngoài thôi, họ nhìn không thấy được cái cốt lõi bên trong. Cái cốt lõi của một vị chánh đẳng chánh giác không có những cái điều đó, đó chỉ là cái bóng của ăn heo thôi. Bởi vì Ngài làm điều đó cho nên những cái điều này nó xuất hiện là tất nhiên là một cái điều tất yếu. Cho nên khi mà họ tìm hết lý do, họ nói bất kỳ lý do nào cũng vậy, bây giờ mình phải tìm cách làm sao để cho danh tiếng của Samana Gotama này á phải bị xấu đi, đệ tử của Ngài không còn thừa đường sinh kế nữa, thì khi đó tất cả lợi lộc sẽ hướng về mình. Thì bắt đầu mới tìm đến Sundari Parivachika, mình dịch là một nữ đạo sĩ quý vị. Một nữ đạo sĩ thì bà có một cái dung sắc và có dốc dáng đẹp, thì đến hỏi thì bắt đầu mới bàn kế thì bắt đầu những cái lời dụ ngọt của người kia. Mấy anh đạo sĩ nói là nếu mà chúng tôi đang gặp nguy cấp thì bên đó nó kêu bằng, mình dùng từ nàng nhưng mà thực ra giống như kêu em gái, em gái có thể giúp hay không, thì bà nói sẵn sàng giúp, nếu mà đổ bằng tánh mạng thì bà cũng sẽ giúp. Thế là họ tìm cách, họ nói như vậy thì hãy tới lui chùa Kỳ Viên. Và những cái thời buổi mà mọi người đến nghe pháp, mọi người đi về á, mọi người đi tự do Kỳ Viên đi ra thì mình hãy đi vào Kỳ Viên. Ai hỏi mình đi đâu mình nói đi vô Kỳ Viên, lại cái gốc của Ngài Gotama để phục vụ cho Ngài. Rồi khi mình ca, lúc mà mọi người nghe pháp xong á, mình đi đường nào cũng được mà đi ngược lại thì hỏi đi đâu vậy, nó nói tôi từ trong Kỳ Viên đi ra. Đợi người ta đi vào thì mình đi ra, đợi người ta đi ra thì mình đi vào, giống như đi ngược chiều để mọi người hỏi, để mà trả lời là báo, là giống như mình càng báo cho mọi người biết là mình từ trong tóc của Đức Phật đi ra, để cho mọi người nghe cho nó quen cái lỗ tai. Đến thì cô ta chỉ nghe là lịnh được như đó thôi, lịnh như đó thôi. Trong 3 ngày 7 ngày thì mọi người họ bắt đầu hoài nghi. Và khi mà tất cả mọi người họ đến chùa họ hoài nghi thì cái nhóm đạo sĩ sẽ mướn người đến giết cô ta, chôn ở trong cái bãi rác á, bãi rác của chùa. Thì sau khi 3 ngày sau thì không ai gặp. Một khi thấy hoài, mình tưởng tượng một cái việc gì đó lặp đi lặp lại 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, bây giờ tự nhiên vắng bóng, vắng 3 ngày. Thì tất cả các đạo sĩ này mới gọi nhau đi tìm, làm cái vẻ đi tìm trong cái dòng họ đạo sĩ của họ. Và sau đó mới trình lên quan rồi trình lên đức vua, nói là bà đã bị vắng, không thấy đi đâu hết. Rồi mọi người mới hỏi trước đây đi đâu, mọi người mới đầu phân ra, giống như mình diễn trò là trước đây mấy ngày thấy đi thay vô chùa Kỳ Viên. Thế là cho quân lính bao vây chùa Kỳ Viên và lục xét,
Cũng thế thì gặp xác của Ngài ở phía sau tóc của Đức Phật, nên cái đống để mà Ngài đợi quét lá đồ gom lại đó. Thì đem cái xác của Ngài xong của nàng đi, các đạo sĩ mới để lên một chiếc xe và đi khắp thành phố rao giảng là Đức Phật Gotama và các vị tỳ kheo trụ trì viên nói về phạm hạnh, nhưng bản thân mình đã sống không phạm hạnh. Nói về những cái pháp thanh tịnh nhưng bản thân mình không thanh tịnh. Nói về những cái pháp không quan không làm hại chúng sanh nhưng mà mình là bản thân mình lại làm hại chúng sanh, vân vân. Nói rất là nhiều. Thế là khi tăng đi bát không được, có những người đi bát được, có những người đi bát không có được, không có được phục thực. Sau khi các vị về chùa thì mình trình lên Đức Phật. Sao Đức Phật mới nói, Đức Phật Ngài mới nói là cái chuyện này không sẽ xảy ra không lâu, tất cả những gì xảy đến với Như Lai thì không vòng trong vòng 7 ngày phải yên lặng, phải yên lặng. Thì Đức Phật mới dạy cho các vị tỳ kheo nói một câu kệ. Đức Phật nói khi nào mà ai đó dừng lại trước mặt mình á, họ nói với mình câu đó thì lúc đó hãy nói với người ta, còn người ta nói bên hông thôi đừng nói ha. Nghĩa là ai nói lời không thật đúng rồi. Khi đó theo cái bản dịch đó, khi một người nào đó đến mặt đối mặt nói với mình điều đó, nói rằng đạo sĩ Gotama như thế này, các vị tỳ kheo đệ tử của đạo của Gotama là như thế này, thì khi đó các ngươi hãy nói câu này. Còn ví dụ đi bác người ta nói xì xè bên đường, chuyện người ta đừng đứng lại xem vô ha. Nghe, bởi vì đôi khi có những chuyện mình có những chuyện mà cần phải để giải thích, hoặc là mình cần phải trả lời với trường hợp nào, không phải người ta đang chửi mắng, ta đang sùng sùng lên, hoặc là ta đang nói kiểu nó bóng nó gió, chỉ cần cơ hội mình quay lời mình nói cái là họ đốt thành lửa. Nhưng mà Đức Phật mới nói khi ai đó đến nói với mình như vậy thì mình nên nói ra cái điều này. Thì nghĩa là với tâm thế của một người không có nóng giận, với tâm thế của một người trả lời cho người kia hiểu, chứ không phải là để mình đáp lại, đáp bằng cái tâm sân, trả đáp, đáp lại cho bằng cái tâm bào chữa như cho mình. Thì Đức Phật mới nói dạy cho các vị tỳ kheo câu Phật ngôn là ai nói lời mình phải viết lên ha. Ai nói lời không thật phải đi đến địa ngục. Ai có làm lại nói việc ấy tôi không làm, cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau. Họ là những hạng người làm các hạnh liệt trong một đời sống khác. Cái chữ bự gì mà không lên tiếng là thấy mờ. Đó là bản bản của bài học của lớp mình ha. Còn cái một bản của Ngài á, Ngài dịch như vậy, Ngài của Ngài Chánh Thân: người có lời nói không thật đi địa ngục, và luôn cả người nào sau khi làm đã nói là tôi không làm, cả hai người ấy có hành động thấp kém, sau khi chết đọa vào cảnh giới khác là giống như nhau. Đó là cái câu, một bài kệ văn xuôi của Ngài Chánh Thân dịch, cùng một câu, cùng một ý nghĩa. Mà thật ra câu này giống gì? Đôi khi cái động sao á, cả hai sao khi chết sẽ đồng đẳng như nhau, họ là những hạng người, nó làm cho mình không hình dung được, không hình dung được. Nhưng cái bản tiếng Thái rất là rõ gì, bản tiếng Thái khi mà đọc vô mình thấy đơn giản, nó đơn giản, dễ hiểu hơn cái bài của Ngài dịch tiếng Việt mình đó. Cho nên khi mà so sánh ba câu kệ thì câu kệ của Ngài gần gũi, dễ hiểu nhất, dễ hiểu hơn cái bài kệ của mình. Tại văn xuôi thì nó không bị lệ thuộc vào những cái câu cú, cho nên nó dễ hiểu hơn. Bởi nãy trong câu kệ này thì nó không có cái gì khó hiểu hay gì. Ai nói lời không thật phải đi đến địa ngục. Câu đó hiểu không? Hiểu. Ai có làm lại nói chuyện ấy tôi không làm. Hiểu luôn. Cái này không phải là nói lời không thật không? Cũng đồng nghĩa như trên. Có.
Cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau. Họ là những hạng người làm các hành thầy. À, cái này bắt đầu mình phân tích. Cái người nói dối, cái người nói dối nó nằm trong cái giới nào? Musa wa thi thi tô Musa Musa wa thi tô wa thi tô. Người nói dối vân vân vân, hiểu không? Người nói dối chỉ đi tô, không phải Musa wa da nữa mà Musa wa đi tô. Người nói dối bảy cái vân 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 thì nghĩa là trong bốn cái hạ, bốn cái tàn ngữ đó cái gì, nói dối, nói dối và nói dối, nó độc ác, nói làm tộc, nói nhảm nhí. Như vậy thì nói dối chỉ đi tô ở đây mình phải hiểu vân 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 vân. Ý muốn nói là cái này, cái người ác ngữ đấy, ác ngữ à. Cho nên là cả hai, họ là những hạng người làm các hạnh hạ liệt. Chính vì cái câu đó làm sao mấy mình mới thấy rõ là cái người nói dối và cái người mà có làm nói là mình không làm à. Thì nói dối có đi địa ngục không? Có. Bà chính Phật nói nè, cho bà kệ này hỏi, hỏi bà, ai nói nói dối, đôi khi nói dối vì lợi ích của người khác, vì lợi gì để bảo vệ mình, để bảo vệ cho người khác thì điều đó không có tội. Hôm mua rồi cô mới đọc một cái bài viết nói gì giới, nói gì giới thì cái người viết đó nói đáng lý ra giới ngày xưa nó phù hợp với điều kiện ngày xưa, nhưng ngày nay á thì công việc làm nó phức tạp lên. Ngoài cái công việc làm ruộng rẫy, làm vườn tược, họ còn làm việc ở văn phòng, làm việc những công việc rất là nhiều thứ như vậy, thì mình phải đối với việc sát sanh thì có thể mình hạn chế lại, không phải là không sát sanh nữa mà không giết những cái nào, những chúng sanh nào mà pháp luật cấm. Mình giết những chúng sanh nào mà pháp luật không có cấm thì mình cũng không có bị pháp luật xã hội không có xem mình là người xấu, người ác. Hoặc là nói dối, nói dối thì mình cũng phải giảm bớt lại, mình phải điều chỉnh lại là không nói dối, nhưng mà nếu mà nói để bảo vệ mình hay bảo vệ những người khác thì mình cũng được quyền nói dối. Nói dối như vậy là được phép hay là vân vân nhiều thứ đó. Thì đọc xong mà nó tình cờ tự nhiên nó hiện lên đi kiếm bài, mà sao nó hiện cái bài đó lên, cái mình thấy nó là lạ, nó đọc đọc ra thì mình mới hiểu được rằng có nhiều người họ họ có trí tuệ, có nhiều người họ có thời gian, và có nhiều người họ có cái tâm quan tâm tới Phật giáo. Và chính vì ba điều đó không đủ, không đủ để hình thành một người Phật tử. Bởi chính vì họ có trí tuệ, họ có thời gian, họ có quan tâm tới Phật giáo, cho nên họ mới ngồi họ đọc, họ mới hiểu được giới của Đức Phật. Và chính vì sau khi hiểu họ nói làm có được, làm gì làm được, phải sửa là như thế này, phải sửa là như thế kia, họ sửa là cho nó phù hợp. Nhưng mà họ không có nghĩ được rằng giáo pháp của Đức Phật là như thế, là khuôn vàng, là thước ngọc, là những cái nguyên tắc như vậy. Mình phải điều chỉnh như thế nào để cho nó phù hợp với giới này, để cái giới này được trong sạch. Điều chỉnh con người mình chứ không phải điều chỉnh giới, không phải sửa giới thì sao cho nó phù hợp. Con người thì mỗi người mỗi cái phiền não, mỗi cái tật bệnh, tâm tư, tình cảm nó phiền não nó khác nhau, mà điều chỉnh hết thì còn gì nữa, nát hết à. Cho nên khi mà đọc cái bài đó ra thì con hiểu nó nhiều suy nghĩ lắm, và hiểu được rằng giáo pháp của Đức Phật nó ngàn năm là quý lắm rồi, là tồn tại nó ngàn năm là giỏi lắm rồi. Bây giờ mới nửa đoạn đường là người ta đã lên mạng internet, ta muốn đòi phải sửa khỏi nói đòi sửa, mà rất là nhiều người comment họ họ rất là tán thưởng, tán đồng với cái quan điểm đó. Thì hôm nay chỉ nói sơ ra để nó liên quan một chút xíu, bởi vì nói tới vấn đề cái câu kệ này nói về cái hạnh, nói về cái điều ác hạnh. Họ là những hạng người làm các hạnh hạ liệt. Người ác giới rồi người cái chúng sanh mà chúng sanh những cái hạng như ngoài đạo á, Đức Phật không có, ngài không có nói thẳng vào ai một ai hết, mà ngài nói tới cái đặc tính, không có nói về bản thân. Nếu ông Đề Bạt Đa làm vậy thì ông sẽ bị sao, với tâm trẻ tâm đó làm như thế thì bị sanh vào địa khổ cảnh. Đức Phật ngài không nói là bọn ngoại
ngoại đạo này làm như vậy, bọn ngoại đạo này sẽ bị rớt vào địa ngục. Mà Ngài nói rằng chúng sanh nào nói dối, làm những điều ác hạnh thì phải đi địa ngục. Cái người mà nói dối và những cái người mà mình là có làm mà nói là mình không có làm, thì hai hạng người đó đều ác hạnh như nhau, đều sanh vào một cảnh giới trong tương lai đó là khổ cảnh. Cái câu này nó cũng ý nghĩa đơn giản thôi, mà đôi khi mình đọc đọc nó đọc đi lặp lại đi lặp lại. Cái người mà nói dối á, người nói dối và cái người mình có làm mà không nói là mình không có, sila 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 là giới của gì, ngày mình dịch là ác giới đây. Ác giới muốn ám chỉ người ác giới, ở đây nói về giới thôi, giới gì, giới khẩu á, khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp chỉ nói về bốn giới này thôi, muốn hậu về khẩu nghiệp. Mà muốn cái này nó nằm trong một cân bát cái đạo rồi, đúng không? Mà muốn cái này nó cũng đồng nghĩa là thân nghiệp, hậu nghiệp, cái nghiệp một trong ba nghiệp rồi, tam nghiệp rồi. Cho nên cái người ác giới, chính người ác giới họ mới nói dối. Và chính vì người ác giới này mới có xuất hiện trường hợp là mình có làm mà nói là mình không có làm. Cho nên ở đây muốn nói cái cả hai hạng người đó được gom chung gọi là người ác giới. Trong thâm tâm mình hồi hướng chư thiên ngự trên hư không, có lần cô có nói với lớp mình, địa cầu chư thiên ngự trên hư không và địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Mình làm phước mà mình đang làm một việc thiện, cho nên mình muốn tư tất cả chư thiên ở trên địa cầu, ở trên hư không, ở trên mặt đất, trên đồng ruộng nương rẫy, trên núi non rừng rậm gì, tất cả quý ngài rõ thông mọi điều. Là cái điều hôm nay tôi đang tạo phước, tôi đang có phước tôi chia cho quý ngài, nhưng những lúc mình làm không tốt, mình có nghĩ tới các ngài cũng rõ thông. Mình đang làm một việc làm gì đó mà mình có hổ thẹn với lương tâm của mình, bởi thay vì mình ngồi thiền mỏi quá buồn ngủ quá, cái mình nghĩ suy nghĩ chuyện này nó hết buồn ngủ, suy nghĩ chuyện kia hết buồn ngủ, thôi suy nghĩ xíu đi nó hết buồn ngủ, cái nào hết buồn ngủ cái hoài lại ngồi thiền. Đó là tập sự của một người hành giả. Thì khi mà họ nghĩ như vậy, họ có dám, họ có hình dung rằng chư thiên cũng rõ thông mọi điều, rõ thông mọi điều, những suy nghĩ tư tưởng trong con người của mình. Nếu một ngày nào mình nói mà mình hiểu như mình nói, cái điều mình nói, thì mình sẽ tránh xa người ác giới. Bởi giới này nó không phải là nó lọt ra ở trong tâm mình đó chị, quý vị, trong tâm mình nó có rồi, bắt đầu mình mới nói ra được những điều này. Cho nên khi nào mình tránh xa cái người ác giới, thì đồng nghĩa là trong tâm mình không có hổ thẹn, dù mình đứng ban ngày hay ban đêm, hay đứng trước một chị cao tăng thạc đức tam tạng kinh điển đầy mình, hay là đối với đứng trước một cái tử thần rất cân bệnh, sự nguy hiểm, sự đe dọa của người khác, mình không có bị run sợ. Bởi sao? Bởi nhờ cái này đây, nhờ mình là người có giới. Còn nếu mà có giới mà làm không có giới, phạm giới rồi mà làm như tỉnh, nghĩa là giống như cái một chúng sanh nữa, có làm mà nói là mình không có làm, hoặc là không có làm mà cho rằng mình có làm. Phải hiểu ngược lại chứ không phải hiểu con thứ như gì. Mình không có làm nhưng mà mình tự nhận mình có làm điều đó, một điều tốt nào đó, thì cái đó cũng là một hình thức ác giới. Ác giới đó nếu mình nghĩ nó, khi nó khởi lên trong tâm mình đó, mà mình theo kịp được rồi, mình ngăn chặn nó đi. Có cái viriyotapa, cái lòng tầm lòng quý nó ngăn chặn lại. Bởi vì giới được tồn tại, giới được giữ vững, giới được trong sạch là nhờ cái viriyotapa đó. Nhờ có lòng tầm lòng quý nó thấy được ngay trong tâm mình. Nó khởi lên trong tâm mình muốn sát sanh, mình muốn nói láo, nhất là cái giới khẩu nè. Dễ gơi nè. Đôi khi nó vui quá sanh dễ vui. Đó sư cả nhắc sơn hay dạ hay nhắc. Vui quá hay sao dễ vui, bởi vì khi mình vui quá mình nói nó quá trớn, vui quá mình làm quá trớn, mà dễ vui thì sinh ra đau khổ. Thì ba cái đó nó dính liền, mà khi mà lớn lên mình để nó dính liền nhau. Đôi khi mình vui quá mình nói những lời nó không có được kiểm soát, mà chính vì những điều không được kiểm soát thì nó đưa đến đâu hậu quả là không có được tốt đẹp. Bài kệ thứ nhất hết rồi quý vị. Kệ chỉ có nói lên là người ác giới, dù là người nói dối hay là người có hành động mình có làm
mà nói rằng mình không có làm, thì cả hai người đó đồng đi về một cảnh giới trong tương lai, đó là địa ngục. Ở đây ngài nói về địa ngục nhưng mà chưa dùng địa ngục, rồi phía dưới thì ngài dùng là khổ cảnh. Khi mà các vị tỳ kheo có lên nói lên cái lời pháp này, nói bằng cái trạng thái mình yên lặng, chứ không phải nói về trạng thái là để mình nói cho biết, trả lời lại, giặt mặt lại cho mấy người biết là tôi có hồ, có bùa hộ mạng, có này kia, không phải. Nói với cái tâm trạng để giải bài cho chúng sanh bớt tạo nghiệp, nói bằng lòng từ bi cho người kia hiểu được giáo pháp, để người kia bớt làm những cái ác nghiệp, xu theo những người ác kiến. Ở đây mình, nếu mà dịch, nếu mà giải theo một chiều hướng nữa trong cái phần chú giải đó về các ngoại đạo, tâm là những người ác kiến, bị tất cả những hành động, suy nghĩ, lời nói của họ bị chi phối bởi ái và tà kiến, cái tâm tha và cái lý trí á, thì giải cái đó ra nữa thì nó rộng quá. Mình phải hiểu đơn giản là ngoại đạo có nhóm này nè, ngoại đạo có nhiều thứ lắm nha quý vị. Ngoại đạo có những vị đạo sĩ ngoại đạo, những cái đạo khác ở ngoài ngoài cái đạo của Đức Phật thôi, thì có những vị họ tu đắc thiền, đắc thành thông, quan điểm không đồng nhất, không có giống như đạo Phật, nhưng mà họ cũng lánh xa các điều ác, làm các việc lành, nhưng cái việc lành của họ, cái trao dồi tâm trong sạch của họ ở mức độ là định, chứ không có bước qua tệ được. Nhưng mà cái đạo sĩ, nhóm đạo sĩ này gọi là nhóm đạo sĩ ác kiến ha, tùy theo nhóm, mỗi nhóm nó khác nhau. Thì cái nhóm này sau khi mà nhóm những người cư sĩ mà được các vị tỳ kheo, khi buổi sáng đi vào thành đất thực thì không phải một người một vị đâu, đông lắm, mỗi ngã đường đều có chư tăng hết. Thì những người cư sĩ hồi về họ suy nghĩ, chuyện xảy ra đã nhiều ngày mà Đức Phật không nói gì hết, chư tăng cũng không nói gì hết, chỉ có một bên thôi, một bên đạo sĩ này họ tung hô đi nói lên cái tạo lậu của Đức Phật thôi, hỏi Đức Phật. Mà khi mà Đức Phật ngài nói lên một câu nói này thì họ bắt đầu họ phân vân, họ không biết là mình đi theo cái ông ngoại đạo này, mấy cái người này nè, có đúng hay không. Có những việc là mình thấy nhưng chưa chắc là vậy, sự thật nó là như vậy, huống hồ chi mình chưa thấy, mình không có bắt được, mình không có gặp được, mình chỉ nghe nói thôi. Thế là họ hoài nghi, họ nghi ngờ. Thì cái sự nghi ngờ, cái những cái tin đồn nghi ngờ của những người dân đó, họ mới tới tay nhà vua. Thật ra những thám tử của Đức Vua ở trong thành phố rất là nhiều, thì tới tay nhà vua thì nhà vua mới cho những người thám tử bắt đầu theo dõi, đi theo dõi tình hình ở các tụ điểm ăn chơi. Thì sau khi đến các tụ điểm ăn chơi theo dõi thì có một lần đó, ngay trong một cái nhóm mà đi giết người á, nó chia tiền ra không đều. Trong chú giải thì có hai cách giải thích là do nó chia tiền không đều cho nên nó tự cãi nhau. Thằng kia nói tao mới là người giết mà, tao mới là người giết, một dao của tao là đưa cô đó, là giống như mình cắt đi cái mạng sống của cô đó. Cái người kia nói nhưng mà người cạo đất là tao đó. Cuối cùng mới tranh cãi nhau giặt tiền ha. Thì những cái thám tử của nhà vua nghe được, thế là bắt cái nhóm này rồi mo ra được đầu đuôi gốc ngọn. Thì nhóm ngoài đạo cũng bị trừng phạt, thì công chuyện nó không, sau đó thì nó bị được yên lặng. Thì sau đó thì Đức Phật mày ngày sau khi yên lặng xong rồi, thì các vị tỳ kheo mới đến trình đến Đức Thế Tôn là sao ngài vi diệu quá, những lời nói của ngài mình nghe ra chỉ một đơn giản nói lên một cái pháp thôi, một cái pháp mà ngài đã từng dạy cho các ngài hàng đệ tử tứ chúng, nhưng hôm nay cũng cái pháp đó, một cái câu ngắn như vậy mà có khả năng để dàn xíu một câu chuyện đối với các ngài quá động rồi. Giống như mà họ bôi nhọ Đức Thế Tôn, bôi nhọ cả chư tăng đoàn, rồi phải đi khắp thành phố cả Đức Vua mà còn thấy vào cuộc để điều tra câu chuyện này nữa. Thì sau khi nghe nói như vậy thì chư Đức Phật ngài mới nói lên câu kệ đây này, đang nói về người nhớ, người không biết chế ngự với lời đâm người khác, giống như voi bị đâm khi tham gia chiến trận, nghe những lời thô ác tỳ kheo hãy chịu đựng, giữ gìn không nói lên, tâm không có hiềm hận. Đây là một cái bài trong lớp học của mình nghe cái câu dịch văn xuôi của ngài Chánh Thân ha. Những người không chế ngự,
những người không chế ngự châm chích người khác bằng lời nói, tựa như châm chích con voi tham gia chiến trận bằng những mũi tên. Sau khi nghe lời nói thô lỗ đã được thốt lên, vị tỳ khưu nên chịu đựng, tâm không ác xấu. Đang nói về cái thái độ của một người, thái độ của một người không biết chế ngự. Khi họ không biết chế ngự, họ sẽ nói lên là họ có ba hiện tượng phải làm. Khi hai hiện tượng phải làm, tâm họ không có thể chế ngự được họ được, thì họ sẽ một là nói lên bằng lời, hai là hành động bằng thân. Thì ở đây đang nói bằng lời. Không chế ngự là gì quý vị? Nghe mình hiểu không? Người không chế ngự, người không chế ngự cái gì đó, câu này quen, từ người quen lắm, thì không có chữ nào lạ hết. Người không chế ngự là hạng người khó dạy, à, khó dạy. Chính vì khó dạy cho nên cái tâm của họ nghĩ như sao, muốn nghĩ theo cách của mình, theo cái cảm xúc của mình. Khi mình thích đó, thì mình nghĩ theo cái thích, mà cũng cảnh đó mà mình không thích là mình chê, chứ mình không có biết cái nào nên, cái nào không nên, cái nào đúng, cái nào sai, mà mình dựa theo cái cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình là mình đang thích, miễn vui thì nói vậy, miễn không vui nói khác. Khi nào mình thích thì nói vậy, không thích thì nói khác, chứ họ không có một cái tiêu chuẩn nào gọi là đúng hay sai. Đôi khi giống hạn như cắm một cái bình hoa, họ không biết thế nào đúng, là họ thấy họ đứng được không chê, mà họ không biết là cái người nãy họ khen cái bình này rất là nhiều. Họ cảm giác khi nhìn mình qua, mình cảm thấy nó được thư thái nhẹ nhàng, nghe một cái gì đó bình yên. Nhưng người khác thấy không thích cái, không thích không vừa ý mình là chê này chê kia, họ không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Vừa ý mình thì cho là đúng, không vừa ý mình thì cho là sai. Hạng người đó gọi là người không chế ngự. Người bị chi phối này bởi các nãy mới nói đây, tâm hai đức thiết. Cái ái vậy, ái là kiến. Kiến này là thời kiến quý vị. Ở nội dung câu kệ này có hai ý là hạng người không chế ngự. Ý thứ hai, cái hạng người đối diện với người không chế ngự ha. Thì họ, người không chế ngự này họ sẽ làm gì? Họ nói cái gì, cái từ này gọi là nói với lời đâm người khác. Lời đâm người khác, nói lời nói mà làm cho người khác về mất ngủ, mất ăn, mất ngủ. Có những lời nói trong phim Trung Quốc có gì, mà khi những vị tướng mà đi nói chuyện nhau, nói với người khác học má trên đi ngựa, không cần đánh. Lời nói của họ như vậy ta gọi là lời nói đâm người khác. Lời nói, mình nói là lời nói đâm học á. Mình lời nói mà lời nói có thể đâm được người khác, nó qua dầu, nó làm cho người ta nhức đầu, làm cho người ta đau tim được, làm cho người ta sầu khổ được. Nói lời đâm người khác nó nằm trong cái lời ác ngữ nha. Ác ngữ. Nói lời ác ngữ. Cái hình ảnh mà khi con voi hình ảnh của tôi. Đó.
rồi như tên. Ủa, như vô chứ. Nói như vô thì như không đúng. Mũi tên có hình ảnh Đức Phật. Ví dụ khi mà mình đọc trong pháp cú, mình đọc trong những câu Phật ngôn, mỗi mỗi những cái bài kinh Đức Phật viết ra, rất trong đó rất là nhiều bài kinh được ẩn những hình ảnh ẩn dụ này. Voi và mũi tên là một hình ảnh ẩn dụ. Các loại bông rồi cây rồi con thú rồi cảnh vật rất rất là nhiều. Thì ở đây cái mũi tên này mình hình ảnh gần gũi không? Mình đã từng nghe không? Đức Phật nói một cảm xúc đưa ra, một cái cảnh đưa đến. Phàm phu bị hai dính hai mũi tên, còn bậc thánh chỉ một mũi tên. Đó cũng là một hình ảnh mũi tên. Thì ở đây đây là một mũi tên, mà mũi tên ở đây đang nói với con voi. Mũi tên nói với con voi thì đối với một người bình thường, mũi tên đây là chỉ trên lời nói ác ngữ, lời ác ngữ, lời nói ác ngữ đâm vào tim người khác, giống như mũi tên mà đâm vào con voi ở trên chiến trường. Như vậy thì mình làm voi trên chiến trường, con voi trên chiến trường thì gọi là Santami. Con voi trên chiến trường, con voi mà voi được thuần quá mà rất là thuần thục, chết là chết, không bao giờ bị, không bao giờ chạy lên bỏ, không bao giờ chạy đuôi, không bao giờ biết đầu hàng. Những lần tên của đại nói với con voi là chuyện không phải được huấn luyện, đó là chuyện tất yếu phải chấp nhận, đón nhận. Khi nào họ quỵ ngã trên chiến trường thôi, chứ không bao giờ bỏ chạy bởi vì những cái mũi tên này. Thì ở đây hai hình ảnh này tượng trưng cho một, có bao giờ nghe nói một vị tu sĩ, đời tu sĩ như một người chiến sĩ không? Có nghe nói không? Thôi, chiến sĩ, tu sĩ trên một cái chiến trận. Chiến trận ở đây không có phải là một ranh giới, mình mà cái mang tâm thế của một người chiến trận. Đây, tu sĩ mình đối diện cái tâm của người, cái tâm không biết, cái tâm không có biết thối lui trước nghịch cảnh. Thì những cái lời nói ác xấu của người khác là một nghịch cảnh, là một nghịch cảnh. Mà khi bắn ra vào đối với mình, mà ở đây mình nói bởi vì cái đối tượng ở đây á, là những vị tỳ kheo, cho nên đang nói về tu sĩ. Mình bản thân quý vị là một người tu sĩ, thì những không phải là đợi tu sĩ bị chữ phần tử nghe nhiều hơn, nó bị nhiều hơn nữa. Cho nên tâm thế nào để mình đối diện với cái này, thì đây là điều Đức Phật dạy. Tâm chỉ thế sao? Tỷ kheo hãy chịu đựng, giữ gìn không nói lên, tâm không có hiềm hận. Cái của ngài thì ngài dịch nó là: sau khi nghe lời nói thô lỗ đã được thốt lên, vị tỳ khưu nên chịu đựng tâm không ác xấu. Tâm không ác xấu, đây là tâm không có hiềm hận. Cái Atisa của nó anh tí. Cái từ này được dịch ra hai ý, hai chữ là ngài thì ngài dịch đó là tâm không ác xấu, còn trong bài học của mình là không hiềm hận. Tâm không ác xấu. Này không hiềm hận. Cả hai này muốn nói lên cái tâm gì? Đây, vừa lên đây sắp phát. Không phải. Tâm không phải dùng tâm bi thì chưa đủ, thái độ tâm bi phải đi sao? Thái độ tâm bi đi sao tâm từ? Tâm vô tham, vô sân. Vô sân thành xã.
Cho nó phải đọc từ từ. Nó họ nằm trong đầu mà qua đây nhìn nó không có ra. Lâu quá không xài tới bản liêu. Cái tâm mà vô sân, xài tới vô sân. Cả hai trạng thái này quý vị, tâm không ác xấu, tâm không hiềm hận, vô sân. Cả hai đều đồng nghĩa với vô sân. Mà vô sân nó đồng nghĩa với gì? Từ này. Mà tâm từ vô sân, nhưng mà từ Bali dùng từ thanh tí đấy. Mà phải ác thí qua sân ác, thanh tí. Nghĩa là một trạng thái vô sân được nhẫn nại. Được nhẫn nại bằng trạng thái vô sân. Những mình chấp nhận cảnh đó bằng tâm từ. Nhưng mà nó chưa, có những lúc mình nhẫn nại mình bằng tâm sân nha. Đem sân đùng đùng lên mình thấy nhẫn nại, mình đè nén xuống, mình dừng nó lại để dừng nó thốt thành lời, đừng có hành động bằng thân. Thì lúc đó nó vẫn xài bằng nhẫn nại, dùng thanh tí. Nhưng mà ở đây khi dùng á thí, có á thí đi đầu phải vượt lên cái nhẫn nại bình thường. Mà phải nhẫn nại được đặt trên nền tảng của tâm vô sân. Vô sân. Thì ở đây cái thái độ khi mà đối diện với một cái người, đối với một người không chế ngự, đối với một người không chế ngự, khi họ nói ác ngữ thì mình phải đón nhận bằng tâm thế của một người nhẫn nại vô sân. Chứ không phải nhẫn nại mà để đó rồi mười, anh gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không phải hầm hầm lính hinh, mà phải buông, phải qua bằng tâm từ. Nhẫn nại nghĩa là mình chấp nhận nó, mình đón nhận nó, mà đón nhận với tư thế là tâm từ, chứ không phải là đón nhận mà hầm hầm thực thực nóng hỏi ha. Thì nội dung của bài kệ cuối cùng, bài kệ này chỉ nói lên hai điều. Trong hai điều đó là hai thái độ sống, mình được quyền chọn lựa lúc nào mình là người trên, lúc nào mình là người dưới, lúc nào mình là người không chế ngự. Bởi khi mình không chế ngự, mình trở thành người khó dạy. Mà người khó dạy đối với ai? Đối với bậc thánh, đối với các bậc hiền trí. Các ngài khuyên mình là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, hoặc là những cái pháp môn mình nên làm, nên từ bỏ, rồi những cái điều nên làm mà mình đi ngược lại thì được gọi là hạng người khó dạy. Chứ không phải là khó dạy là kêu đâu làm đó, kêu mà không chịu làm là khó dạy. Mình phải dựa trên căn bản của giáo lý tăng học giới định tuệ, hoặc dựa trên 30 bài pháp trợ đạo của Sĩ Bắc Thí Giác. Chứ mình không thể nào dựa vào một người nào đó là gì cao hạ hơn mình, là người xuất gia hay là những gì đó là cha mẹ hay thầy tổ, hay là cái gì đó trở thành là một cái khuôn thước cho mình. Mình không nghe lời theo thì mình là người khó dạy. Mà khó dạy ở đây ý muốn nói là người mình làm ngược lại cái tâm trị của giáo pháp, tâm trị của chư Phật ba đời. Biết không? Tâm trị của chư Phật ba đời. Đúng rồi, sa thú. Đó là tâm chỉ của chư Phật ba đời. Chư Phật hiện tại, tương lai, quá khứ đều dạy điều đó. Mình đi ngược lại thì mình gọi là người khó dạy, hoặc là không làm theo. Đừng nói đi ngược, không làm theo là trở thành người khó dạy. Hoặc là trong lúc nào đó những hành động của mình bị chi phối bởi tâm hai đức thí, thì lúc đó mình là người không chế ngự. Bởi khi mình có, mình bị phiền não, hai cái phiền não này chi phối, thì lời nói của mình á, nếu mà lời nói dịu ngọt được chi phối bởi tâm hai đức thí, thì lời nói dịu ngọt đó bên ngoài nhưng nó thầm một cái âm mưu bên trong, hiểu không? Cái lời dịu ngọt được làm từ tha, từ tâm vô sân vô si á, được làm bằng từ bi, tâm từ và tâm bi á, thì lời nói dịu ngọt đó là lời nói được gọi là thiện ngôn. Còn lời nói mà được dịu ngọt, đôi khi dùng ngôn ngữ, dùng cái hình ảnh, dùng cái cử chỉ, cái điệu bộ của mình dịu dàng, dễ nghe, lọt lỗ tai người ta, nói lời ngọt lọt tới xương. Cho nên mình dùng lời nói ngọt, nhưng mà lời nói ngọt đó được thúc giục bởi tâm hai và đích thí,
thì lời nói ngọt đó được bao bọc bởi một âm mưu, bởi vì họ muốn cái mục đích cái gì đó cho nên họ mới nói như thế này. Thì điều đó, cái lời nói dịu ngọt đó vẫn được gọi là người không bị chế, người chế bị chế ngự, người không chế ngự, bởi vì bị hai hàng này chặn đầu ha. Cho nên lời nói dịu ngọt phải lời nói được xuất phát là bằng cái tâm vô sân hoặc là tâm từ. Thì tự cái này không phải nói lên hình ảnh của ai nữa trong bài kinh này hết, mà mình đọc xong bài kinh mình gọi cho mình, gọi cho mình giống như mình đang cầm cái tấm gương vậy đó. Khi mà nói mụn là dày, cái này bị nám là dày, lăn ben là dày, bệnh ngoài da nó dày, mình coi xong hết, mình là bác sĩ nói thì xong. Lúc đó mình không phải cầm mình lại cái chị này bệnh gì, chị này bệnh gì, mà phải gọi vô con người mình coi mình có bệnh đó hay không. Thì khi mình đọc bài kệ này biết rằng Ngài đang nói về cái tình huống lúc bây giờ, đó là cái tâm thế của ngoại đạo đối xử với Phật giáo và thái độ của những vị tỳ kheo cần phải như thế này. Nhưng mà hôm nay, đời sống hôm nay của một người cư sĩ của mình sau Đức Phật 2700 năm, mình đọc bài kệ này mình phải soi lại chính bản thân mình, hai hạng người này mình là hạng người nào. Như vậy thì Đức Phật khuyên mình nên sống bằng thái độ này, nhưng mà thường thì mình lại là người trên đây, thì mình phải làm sao? Mình phải tự điều chỉnh mình ha. Mình có phải là người khó dạng hay không? Có người có thường nó bị chi phối bởi cái lý thuyết này, cái tà kiến này nhá. Cái tà kiến này nó rắc rối lắm gì. Trong khi mà cái tà kiến này nó đôi khi mình khó nhận diện ra. Cái tà kiến nhà ngã mạn không phải là đợi một quan điểm sai lạc đi ngược lại với cái đạo lộ giải thoát á, mà đôi khi mình nghĩ sai, mình nghĩ không tin nhân quả, không tin đời trước đời sau thì tà kiến nhận nặng. Cho nên những cái tà kiến mà đôi khi mình hàng ngày mình sống với nó mà mình nghĩ rằng mình đang chánh kiến, rất có nhiều cái nó chi ly lắm. Trong chú giải nói về tà kiến nó rất là kỹ và chi ly lắm, mà không biết muốn chia sẻ thì phải có thời gian, phải có hoàn cảnh. Khi mà đọc tới cái trần tà kiến này, các ngài chú giải này với cái hàng trăm trang cuốn sách bự vậy nè, tập hoàn có hết mà nó dài, mới phát hiện ra là mình dính trong đây nhiều quá. Tại sao các ngài phải viết dài vậy? Bởi vì mình thường hiểu không hết. Cho nên trong kinh tạng cũng có nói, trong chú giải cũng nói qua, sớ giải cũng có nói, mà nói hoài nói về vấn đề này rất là nhiều. Bởi sao? Bởi vì nó tế nhị quá. Con người phàm phu mình đôi khi với trí tuệ của mình chỉ nhận thấy là mình không bị ác kiến thôi. Nhưng mà cái tà kiến thông thường mình bị dướng nhiều lắm, khó nhận ra. Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi. Bài kinh, mỗi một bài kinh nó dài, duyên sự nó dài, nhưng mà mình cố gắng đọc xong một bài kinh, mình phải đúc kết lại một bài kinh đó. Có một quyển sách họ dạy mình á, mỗi một bài khi muốn sang qua một bài mới phải đọc lại bài cũ, và mình phải gạch đích những cái từ nào mình cảm thấy là then chốt, và mình ghi ngắn gọn ý muốn nói cái gì, cái này nè, cái bài này ý muốn nói cái gì, rồi hảo qua một bài thứ hai. Như vậy thì mình đọc nó có sẽ chất lượng hơn, mình học nó sẽ, những cái mình học nó sẽ đi theo cho mình, nó không phải đi theo tập vở nữa. Còn không, nó ở trong tập, nó không ở trong người mình. Muốn cái gì biết gì, đợi chạy ra làm cuốn tập, cuốn này không có, cuốn kia là cuốn kia cũng có, chắc cái cuốn nọ kiếm hoài nó trong tập, nó không ở trong người mình. Cho nên mình viết ra để gì, viết ra không phải để trong tập, mà viết ra để mà nó in vào đây, nó giống như một cái phản chiếu ngược lại. Khi mình viết ra những suy nghĩ của mình đây xong thì nó sẽ giữ lại trong não mình, là một cái cách mà mình để mình xem vô trong não mình, chứ mình không thể mình ghi lại trên trang giấy hoài được. Khi mình những lúc mình cần, mình ngồi thiền, hoặc là những lúc mình rảnh rỗi mình lấy ra mình suy nghĩ, thì mình phải suy nghĩ về pháp, mà suy nghĩ những cái nó có sẵn đây, chứ không phải chạy muốn suy nghĩ chạy vô kiếm tập ra mà suy nghĩ được ha. Cho nên mỗi một cái đoạn Phật ngôn, mỗi một bài học mình học xong, mình cố gắng mình lưu lại một cái gì đó trong đầu mình, một cái thái độ sống, hoặc là một cái pháp môn nào đối diện. Hôm nay mình học hai cái pháp môn rất là quan trọng, và cái bài kinh này cũng rất là hay. Cái thái độ để mình đối diện với những cái lời nói không tốt, có thể là họ nói về mình, họ nói về thầy tổ mình, họ nói tới cha mẹ mình, họ nói tới dòng họ mình, hoặc họ nói tới cái đạo mình đang đi theo. Như vậy cái tâm mình im lặng, phải chánh niệm để im lặng. Còn khi nói thì phải cố gắng nói bằng cái tâm vô sân, như hồi nãy Đức Phật đã dạy nói. Và đây là một cái thái độ để mình ứng phó với cái hạng người đó. Và khi nào mà mình nói tùm lum tùm la, mình là hạng người này đây, và mình thấy rằng người khác đang đối diện, đang chịu đựng mình với thái độ này, là mình biết mình là ai rồi đấy.
Có khi mình nấu và cái thái độ mình không tốt, hoặc là mình làm mà mình không hay, mình làm không tốt, mình nấu mà mình không biết rằng mình đang nấu sai, mà mình thấy những cái bạn bạn đạo mình hay là những thầy tổ cha mẹ mình mà có đang có một cái thái độ nhẫn nại với mình, nhẫn nại nghe những lời mình nói, đang có thái độ tha thứ nhẫn nại bỏ qua cho mình là biết mình là dính rồi đấy, dính làm người này dừng lại soi xét bản thân mình là vừa ha. Cho nên mỗi một bài học để lại cho mình một chút xíu để mình ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, để mình đem cho mình xài. Đức Phật cho không miễn phí, khỏi cần là đóng học bổng gì hết, 2500 năm rồi ngài cho không, một món quà cho không, mà nhờ món quà này mình có thể đi qua được dòng sanh tử luân hồi, mà mình không chịu xài phải tốn tiền mới chịu. Cho nên mình cố gắng giữ lại để xài, đừng có bỏ trong cặp, đừng bỏ trong sách, đừng bỏ trong cặp, giữ lại trên đây để xài, xài bất kỳ lúc nào. Lúc ngồi không, cái điều mà để tâm thiện sanh khởi, một trong những cái điều để tâm thiện sanh khởi đó là nhớ lợi, nhớ dùng cái sanh nhãn tí là cái tưởng đó, nhớ lại những lời dạy của Đức Phật, nhớ lại lời dạy của Đức Phật, rồi nếu mà nói lại được, lặp lại được thì càng tốt. Chính vì vậy mà các nước quốc giáo hay có phương pháp học thuộc lòng. Học thuộc lòng chi? Ngoài cái nhớ, họ các ngài còn nấu lại được. Mình nhớ không nấu được, nhớ mà còn trợn lên nhìn xuống, nhìn lên nóc nhà muốn đụng nóc nhà mà nhớ chưa ra. Nhiều khi trợn quá trời luôn mà cũng nhớ chưa ra. Cái hồi nhớ ra rồi mà còn chắc lử, nấu mà không tự tin, nhớ mang máng là như vậy đó, không nhớ rõ là cái gì. Cho nên các ngài học thuộc lòng để chi? Để muốn nhớ lúc nào là nhớ, làm chủ được cái nó. Muốn nhớ là nhớ, muốn lấy ra xài là xài, muốn nấu là nấu, muốn viết ra là viết, những lời dạy của Đức Phật. Cho nên mình cố gắng hai bài giữ lại cho mình một món gì đó để mà mình làm hành trang cho mình, để sau này khi Đức Phật thuyết pháp là mình biết đây là Phật thiệt rồi. Rồi bài học hôm nay đã kết thúc. Ngoài ra quý vị có cái gì khó hiểu, có gì cần phải hỏi không? Hồi trước có hỏi một sư. Hỏi sư ơi, ví dụ mà sư mà đi hoàng đạo á, mà sư Phật tử hỏi á, rồi hỏi những cái mình không biết, mình biết á mình trả lời được, nhưng mà những cái mình không biết người ta thương. Cái sư nói thì không biết mình cũng phải trả lời, mình trả lời là mình không biết. Cũng trả lời, nếu mà trả lời là không biết thì mình hôm nay quý vị cứ hỏi, ví dụ như thắc mắc gì thời gian mình còn, thắc mắc cái gì nếu mà nằm trong khả năng của cô thì cô sẽ giải thích cho quý vị. Còn nếu như mà mình không biết thì cũng giải thích, mình không giải thích thì trả lời thôi, trả lời là không biết, hẹn lời. Cái chương mê khí giác quý vị, cái ngày đầu tiên học mê khí giác, quý vị có biết mê khí giác là ai không? Cái nhớ là trong đầu mình mê khí giác là ai? Thì giả của Đức Phật không? Trước hay sau này A Nan? Đã trước. Vậy rồi sao ai? Sao vô rất rất là nhiều. Cô đọc á, nói chung là cô đi tìm mà tìm có được. Sống cái mạng nó chặt chờn, sách thì nó không có mà tra lên mạng á, nó chặt chờn. Nó có rồi cái nó mất tiện, nó chạy nó mất tiêu. Nó mất tiêu mở ra không được. Trước ngày mê khí giác có rất là nhiều vị quý vị, có những vị làm thị giả của ngài, mà khi mà đang ôm bát đi với ngài gì đó, cái vị này muốn quẹo qua hướng này, mà Đức Phật nói Như Lai cần vị phải đi hướng này, cái vị kia nó không, con muốn đi hướng này, bỏ bát ngài giữa đường. Khi mà ngài Ananda, những cái công hạnh của ngài Ananda, ngài phục vụ, ngài cung kính, ngài quý Đức Phật bao nhiêu, thì mình nhớ là cái hình ảnh kia chúng sanh gần kho vàng của bạn mà nó nghèo, nó khổ, gần Đức Thế Tôn mà không có phát tâm cung kính, giống như đi theo phục vụ, giống như là phục vụ thôi chứ không có đón nhận được. Bởi vì Đức Phật ngài mới nói là sống gần Như Lai mà không có hành pháp Như Lai thì giống như sống xa, không có hiểu, không có thấm, không có nhặt được với chánh pháp. Thì khi mình coi đến các vị, bởi khi mà đọc về các vị thì giả nói về ngàn mê khí giá thì nhớ băng máy vị này có lạnh, tại mê khí giá có nhiều mê khí giá. Mê khí giá mà trong cái Uddana nè, mê khí giá trong Uddana thì mê khí giá này nè,
mê khí giá là thị giả. Còn mê khí giá có rất nhiều mê khí giá nha. Nói là nó dài quá. Quý vị có muốn biết các vị thị giả không? Để nói hết thì các vị thị giả thì nói không hết nha. Tại có đọc qua nhưng mà giờ ví dụ như muốn nói thì phải câu lại nữa, coi kỹ lại, tại mình đọc sơ sơ qua thì chỉ biết thôi. Nó mơ màng giống như nãy giờ lên lụng nóc nhà mà không nhớ. 2, 4, 6 7 vị mới gặp hồi nãy đó. Mới gặp, cô đi tìm. Nhưng mà có nhiều chỗ ghi là 1, 2 vị Trước ngày năm ra. Trong đó có ngày bệ thí giá rồi, nhưng mà không có tập hợp lên hết. Khi mà đọc qua bản chú giải của ngày bệ thí giá mà của Đa Ná này nè, thì mới gặp được các vị này. Kiếm quá trời luôn. Bây giờ cô ghi lại cho quý vị ghi nha. Upatthaka là mình nhìn là thị giả. Theo thứ tự của quý vị, tất cả rồi cũng dừng lại rồi con người cuối cùng đó là ngài Ananda. Ananda là những vị mà tới năm hạ 20 cái gì đó, hình như vào khoảng hạ 20 mới là chính thức làm thị giả. Còn cái giai đoạn đầu thì đi xuất gia vào mấy cái năm đầu nhưng mà không có chính thức làm thị giả. Mình thấy để làm thị giả của một vị trên bằng chánh giác không phải dễ, không phải ai cũng làm được. Mình nói nuôi cha nuôi mẹ già, nuôi cha nuôi mẹ khó, nhưng mà sống gần một bậc chánh đẳng chánh giác làm gì ngài cũng biết chứ. Suy nghĩ tầm bậy ngài cũng biết, suy nghĩ tốt cũng biết. Sợ không? Sao không sợ? Tưởng tượng bây giờ nó không phải cần Đức Phật, cần một vị nào đó mà có cái thần thông á, ngài hiểu được cái tư tâm, cái suy nghĩ của mình là mình chạy 12 cái số mà mình ở xa xa chứ không phải gần rồi. Hồi xưa ngài kể cái cô hai Mộng Sa đó, bà hai Mộng Sa, bà cô nữ hồi xưa ở ngoài chùa Bồ Đề á, bây giờ bà mất rồi, bà về ở Phúc Sơn thời gian bà mất. Bà tu thiền rồi, thời ngày hậu tâm tu thiền, cái suy nghĩ ngày mai không có người cho tăng, suy nghĩ lên mơ mình làm cái gì, nấu cho ngày buổi sáng với buổi trưa rồi mà sáng đi chợ cho nó dễ. Suy nghĩ cái ngày xuống này gõ cửa này nói không lo tu ở đó lo ăn. Tôi nổi áo lên, bà nói trời ơi tôi muốn dựng đứng rồi đi đó, tôi đâu có dám ngủ, tôi phải tu chứ, tôi suy nghĩ gì ông biết chơi rồi. Cái mấy lần sau á mà ngày không xuống gõ cửa nữa, ngày mấy lần có nhiều lần á suy nghĩ bữa nay cho tăng xong á, bữa nay cho tăng làm đồ ăn ngày dùng không được, về suy nghĩ chắc ngày đói bụng á,
chiều ngày cũng được, mình cũng đói, chắc ngày cũng đói, ngày nó bụng, ngày gõ cửa. Mà kể trước là gì câu chuyện, bà nói trời ơi, ở sống gần ngày á, không tu là không còn con đường nào á. Bởi vì mọi suy nghĩ không phải là tất cả ngày rảnh đâu mà ngày suy nghĩ về mình hoài. Nhưng mà những cái giai đoạn mà mình dễ ngủ, nếu mà nó ngủ thì thôi, mình nó thức á, thì nó dễ suy nghĩ này, suy nghĩ kia, là biết cái giai đoạn thời điểm buổi tối mà mình chưa đi ngủ mà hành thiền thì nó ngát rồi, nó mệt rồi. Cho nên bắt đầu suy nghĩ chuyện ngoài là suy nghĩ như vậy đó, đó là ngày hình là ngày thấy. Cho nên bà kể rất là nhiều chuyện mà về cái kỷ niệm với ngày á. Cho nên mình hình dung, mình đợi cho ai đó biết, tới đó mình mới chịu tu, còn bây giờ mình suy nghĩ, mình nghĩ không ai biết, cho nên mình suy nghĩ mà không một mình cũng suy nghĩ, hoặc là mình đôi khi ngồi ở đây mà tâm tư ở đằng kia vậy đó. Cho nên mình hình dung là một vị là thị giả, một bậc chánh đẳng chánh giác, ngoài cái tình thương đối với ngài, hiểu ngài mới thương ngài, mới kính ngài, có hành được giáo pháp mới biết được cái giá trị của một bậc chánh đẳng chánh giác. Còn với những một số vị không hiểu, chỉ biết ngài chỉ là một vị giáo chủ, một vị đưa ra những cái phương châm để tu tập, cho nên muốn làm gì làm, thì không có làm, không có được cung kính, không có cung kính tuyệt đối. Còn ngài Ananda là ngài tuyệt đối. Và chính vì thái độ của ngài Ananda trước khi làm trách nhiệm đó là ngài đã đưa ra 8 cái điều kiện. Cho nên tất cả những người này mình không chấp, bởi nếu là mình ngày nay mình chắc cũng không phải là Ananda, mà không Ananda chắc đưa cho mình cái này rồi sao. Đó, ngài Mê Thí Giá là một trong những cái vị rất là hiếm đắc đầu ạ. Còn những việc khác thì không được nhắc tới, chỉ nhắc tới giai đoạn đầu tu tập hay chảnh mãn vô hoàn tục. Bài kinh tiểu bộ nói chung là lớp học mình cũng may mắn. Mình trường bộ có nè, trung bộ cũng có nè, tăng chi có nè, tương ưng có nè. Bây giờ qua tiểu bộ mà mình học được học gì là mình rất là hay. Mình học được có nhiều cái, mà nhìn mình hướng đến giáo pháp mình nói là giới định tuệ, nhưng giới định tuệ nó có nhiều cách để giải thích. Nhưng hôm nay đây là những cái cách để giải thích về giới định tuệ. Giới là những cái giai đoạn đầu mình học về giới. Giới và thái độ này là thái độ tu tập của định, và cũng là một cái thái độ, nhẫn nại là một cái pháp tu định, nhưng mà nó lại là một cái pháp không thể thiếu để tu giới. Đó. Cho nên những cái cả hai bài học này nó gói gọn, nó nằm ở trong giới học rất là nhiều. Cho nên giới học được diễn giải bằng nhiều cách, qua nhiều cách. Chứ mà giới học là những cái điều, những cái điều lệ mình học trong bộ luật đó, bộ luật của ngài. Hôm nay như là luật tiếng Việt mình có rồi. Trong bộ luật có nhiều bài kinh Đức Phật thuyết giảng, trong bộ luật có, mà trong những cái bộ kinh trường bộ tăng chi tương đương cũng có, không được nhắc tới, rất là hay. Cho nên kinh lời dạy của Đức Phật, đừng nghĩ học cái này hay hơn, học quy pháp nó khô khan lắm, học luật nó cũng khô khan lắm, không có cái này dễ hiểu. Mình nói như vậy là mình chưa hiểu về giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà mình đủ khả năng, đủ đức tin, mình tin rằng lời dạy của Đức Phật có một mục đích, có vị ngọt để cho tất cả những ai hành theo, thì dù đó là pháp cú hay là luật tạng hay là áp thiết thâm gì, tất cả điều đó mình học bằng một cái tâm của người khao khát, khát pháp. Còn nếu mà mình không có khao khát thì mình học, mình chọn lựa. Và khi đã chọn lựa rồi thì mình dễ bị rơi vào những cái lỗi lầm. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật, những điều mà ngài đã thuyết giảng lại cho mình nghe, ngài nói những điều ngài biết nhiều như lá trong rừng, mà những cái điều mà trong 45 năm ngài hoằng pháp mà thuyết giảng được kết tập trong tam tạng kinh điển, ít như lá trong nắm tay của ngài. Những điều ngài biết nhiều như đất ở trên trái quả địa cầu, mà những điều mà ngài thuyết giảng giống như đất ở trong móng tay. Như vậy thì hỏi sao mình đi chia sẻ trong miếng đất nhỏ xíu đó ra cái này lên, cái này không lên, cái này khô khan, cái này dễ giữ, cái này cằn cỗi. Trình độ mình nó nằm ở trình độ mỗi người, chứ không phải nói này khó hiểu, này dễ hiểu. Tại sao khó hiểu với mình mà không có hiểu với người ta? Có những người nói nấu được canh chua dễ, có người nói không dễ, đó giờ không dễ. Như vậy thì ở khả năng của mình, chứ không phải cái nồi này nó khó nấu, mà ở khả năng của mình. Có những người nói câu chuyện của cái người uống nước giếng, cô hay kể khi mà cái thái độ của mình, đôi khi mình họ thấy cái giếng đó, cái họ dạy nấu thì dây cái gạo múc mà nấu cũng không tới, mà nói cái giếng gì sâu quá,
cái có một người đi, một ông cụ đi ngang á, nói sao con, nó nói cái giếng gì sâu quá, con nấu xì dây mà nó múc tới. Cái ngày mới nói, ông cụ mới nói không phải giếng sâu mà tại xì dây con ngắn quá. Cái này không phải là khó mà cái trí của mình nó ít quá. Cho nên mình đã học cái giáo pháp, mình thấy cái điều nào mình chưa hiểu, hiểu nổi, khó hiểu, mơ màng, đập tới nghe lùng lùng bùng cái lỗ tai, nghe mắt nó nở nổ luôn đớp đập, rồi không hiểu gì hết. Biết được rằng ba la mi của mình đối với cái pháp này ít, mình ít nghe, ít quan tâm tới nó, cho nên bây giờ mình ít trí tuệ về nó, hiểu gì nó ít, cố gắng bòn được chút nào hay nó. Cho mình thấy hiểu nổi bỏ qua bên này, khó hiểu qua bỏ qua bên kiếm là dễ dễ. Giáo pháp của Đức Phật không có làm dễ, nhưng mà nó hợp với mình, nó hợp với mình, nó nằm trong khả năng của mình. Cái điều mà mình được nghe thường, mình nghe thường, mình đạo tụng đọc thường, cho nên mình dễ nhớ. Tại sao pháp cú dễ nhớ? Bởi vì pháp cú mình nghe thường, mình đọc thường, đi đâu cũng gặp. Còn như nghe cái thâm khó hiểu không? Bởi vì mình không thích học. Sao không thời gian như vậy? Lớp mình cũng không có gì thắc mắc. Vậy thì thời gian của buổi giảng hôm đến đây mình cũng dừng lại ha. Buổi giảng thì chỉ chia sẻ những cái điều căn bản để cho bà con Phật tử mình nắm rõ về cái câu Phật ngôn, cái bài học của mình đang học, để quý vị nắm rõ và hiểu đúng cái ý nghĩa của Phật ngôn theo chú giải. Chứ ngoài ra để mà diễn giải một cách mạch lạc hay ngôn từ nó hơi cho nó suôn sẻ thì làm chưa được. Bản thân cô làm chưa được, mặc dù cũng rất là muốn để truyền tải đến cho quý vị, cho nên trong thời gian mà giải thích hay có điều gì nó hơi lục đục khó hiểu, cái gì thông cảm cho mình hết mình hòa hướng.